Lợi ích quý giá khi uống nước đỗ đen rang mỗi ngày. 1. Duy trì sự khỏe mạnh cho xương. Các hợp chất quan trọng như phốt pho, sắt, canxi, magie, mangan, đồng và kẽm có trong đậu đen đóng góp vào việc xây dựng và duy trì cấu trúc cũng như sức mạnh của xương. 2. Hỗ trợ hạ huyết áp. Đậu đen có chứa hàm lượng natri tự nhiên thấp và cung cấp kali, canxi và magie. Các chất này đều có tác dụng tự nhiên trong việc giảm huyết áp và duy trì mức huyết áp ổn định. 3. Kiểm soát tiểu đường. Việc ăn nhiều chất xơ có thể giúp giảm mức đường huyết ở những người mắc tiểu đường. Một cốc khoảng 172 g đậu đen đã nấu chín có thể cung cấp tới 15 g chất xơ, đóng góp vào chế độ ăn giàu chất xơ và hỗ trợ kiểm soát tiểu đường. 4. Bảo vệ tim mạch. Thành phần dinh dưỡng của đậu đen bao gồm chất xơ, kali, folate, vitamin B6 và các chất dinh dưỡng thực vật khác. Những yếu tố này đều có tác dụng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Chất xơ có trong đậu đen giúp giảm tổng lượng cholesterol trong máu và giảm nguy cơ có các vấn đề về tim mạch. 5. Hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Trong đậu đen, hợp chất xilin đóng vai trò quan trọng trong chức năng của enzyme gan và giúp loại bỏ một số hợp chất gây ung thư trong cơ thể. Ngoài ra, hợp chất xilin còn có khả năng ngăn ngừa viêm nhiễm và giảm tỷ lệ phát triển khối u. 6. Hỗ trợ làm đẹp da. Đậu đen chứa 10 loại axit amin cần thiết, đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất collagen, giúp làn da trở nên săn chắc và rạng rỡ hơn. Hãy bấm like và theo dõi Nguyễn Huy để bổ sung thêm những kiến thức sống trẻ, khỏe đẹp. Bấm chia sẻ video để lưu lại và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến mọi người.